Còn em có bao giờ tưởng tượng được cô Long đã từng kiếm sống bằng nghề bán quần xì chưa? Ok, đây là series 9 cách tạo niềm tin và cách số 5 rất liên quan đến câu chuyện bán quần xì của cô. Cho những em nào chưa theo dõi thì tập số 2 của series này cô có đề cập đến việc tạo niềm tin bằng phương pháp RST. Thì bây giờ chúng ta có thêm một phương pháp nữa cũng gồm 3 chữ cái là CAD. Năm 2008 khi mà kinh doanh online vừa mới manh nha ở Việt Nam ấy, thì cô đánh giá đây là một mảnh đất vô cùng màu mỡ trên quyết định tham gia. Cái tư duy ngày đấy của cô ấy rất là đơn giản thôi. Cô nghĩ rằng ấy, lợi thế của bán hàng trên mạng là sự riêng tư, là người bán và người mua không có thấy mặt nhau, cho nên là cô nhắm tới những cái mặt hàng nhạy cảm kiểu như là ba con sói ấy. Tuy nhiên ấy, sản phẩm này có hình ảnh không có được hấp dẫn, cho nên là cuối cùng cô quyết định là sẽ bán quần gì, cụ thể là thương hiệu Seahorse các bạn. Nếu như mà cô nhớ không lầm ấy, thì thời điểm đấy Seahorse là thương hiệu đầu tiên và duy nhất của Việt Nam mình dám đầu tư tiền thuê mấy cái bạn người mẫu ấy đi chụp những cái bộ hình quảng cáo vô cùng là nóng bỏng. Thì cô liên hệ với lại bên Seahorse để nhập hàng, rồi cô đàm phán một cái mức chiết khấu rất là cao, cao hơn các cái đại lý khác, với lý do là cô sẽ mang hình ảnh của họ đi spam ở khắp các diễn đàn và phòng chat Yahoo. Khi ấy cô ngồi suy nghĩ mãi, nếu như mà mình đi spam như vậy ấy, thì mình không có cái lợi gì cả. Cho nên là cô quyết định đẻ ra một cái tên riêng, cô gọi những cái quần xì mà cô bán ấy là quần sung sướng. Và quảng cáo là nếu như các bạn mà mua quần của cô mà mặc vào ấy thì các bạn rất là sướng. Các bạn có cảm giác là quả chuối của các bạn to lên 17-18cm. Và khi này các bạn không chỉ có cảm giác thoải mái, thoáng khí, nhẹ êm mà còn phong độ hơn, tự tin hơn, dễ dàng chinh phục bạn gái hơn. Thực sự là hồi đó cô chưa biết nhiều về truyền thông và thương hiệu gì đâu, mà cô chỉ làm hoàn toàn là theo cảm tính thôi. Nhưng mà combo gồm có cái tên quần sung sướng này cộng với hình ảnh đẹp cộng với lại quảng cáo hay như rót mật vào tai, cho nên là doanh thu của cô kế cũng là hàng khủng. Thậm chí nha, có nhiều bên họ còn xin làm đại lý cấp 2 cho mình nữa. Thì khi đấy mới phát sinh một việc, đấy là họ hỏi mình hàng của mình là Việt Nam hay là Trung Quốc. Thì chính cái câu hỏi đấy đã đưa cô đến một cái quyết định vô cùng táo bạo. Cô có chat lại bên sĩ họ sẽ phải hỏi họ là liệu các chị có cấp cho em một cái chứng nhận được không. Thì họ bảo là không được, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ chúng tôi làm như vậy cả. Thì cô mới thuyết phục họ là thôi cứ làm đi, mình đâu mất gì đâu, mình chỉ có lợi chứ mình không có hại. Sau đấy thì cô tự photoshop ra một cái giấy chứng nhận, cô tự soạn nội dung đại khái là chứng nhận đại lý có doanh thu online cao nhất toàn hệ thống. Rồi sau đó thì mình in ra, mình gửi cho bên Seahorse để họ ký tên đóng dấu vào. Ở những cái tháng tiếp theo ấy thì cô lại thuyết phục họ cấp chứng nhận đại lý có doanh thu bán sản phẩm SH001 cao nhất tháng 5, bán sản phẩm SH002 tốt đầu tháng 6. Kiểu như là mình nghĩ ra đủ cách để có thêm tờ chứng nhận đấy. Và chắc là bọn em cũng đoán được rồi đúng không? Nhờ mấy cái chứng nhận đấy mà doanh thu tiếp tục tăng lên đột biến. Khách hàng thì luôn luôn thích chứng nhận và giải thưởng. Cho nên là bọn em nhất định phải ghi nhớ ba quy tắc. Đó là sáng tạo, thay đổi góc nhìn và chủ động để tự vinh danh bản thân mình. Và hãy nhớ thật kỹ bài học hôm nay nha, bài học của quần sung sướng.